Thì mình cũng xin chào các bạn luôn nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chơi một cái loại game này, là cái loại game là chạy xe nha các bạn, chạy xe du lịch đưa đón khách. Đây là một loại game Simulator Bus. Game này cũng chơi rất hay nha mọi người. Và mình đang để mình vô cái bằng xe đặng mình hai các bạn. Vô xe thử coi. Đổi chiếc xe cho nó ngon ngon một tí. Xe của mình hiện giờ là xe màu trắng nha. Có tên công ty của mình là Nguyễn Ngọc Tâm Channel, có nghĩa là kênh YouTube của mình luôn, Nguyễn Ngọc Tâm. Tên đầy hoàng, đầy đủ. Đây là chiếc xe của mình nha các bạn. Chờ mình đang chạy kiếm tiền để mua một chiếc xe khác. Mà hiện tại mình đang xe của mình đang hiện tại chuẩn bị có một chuyến đi xa. Và xe của mình chở được 33 người. Đây 33 người. Game này chơi rất vui đi nha các bạn, chở khách. Để mình độ xe coi. Đổ màu được. Đổ bánh. Rồi, cái bánh này được, chạy được rồi. Đổ màu nha các bạn. Màu xanh nha các bạn. Xanh nó đẹp ha. Xanh này đi. Giờ chạy xe này, sau này có tiền sẽ chạy xe hơn. Từ có tiền mua xe mới. Xe này. Những chiếc xe kia chở rất nhiều khách luôn. Tao lấy màu này cho nó nổi các bạn. Ok, độ màu này lên. Độ tiếp. Màu đỏ. Thôi cái này có độ. Mấy độ màu chiếc xe của mình rồi mà ta. Kì vậy. Độ xong mà mình không chịu lấy, đóng tiêu luôn rồi. Có cả đồ ghế nữa này các bạn. Rồi ghế này được rồi. Xe mình chạy ghế này được rồi nha các bạn. Độ lên cho nó đẹp. Có điện thoại luôn. Cắp thêm cái điện thoại ở đây. Ok. Rồi chiếc xe mình mấy độ màu chiếc xe của mình đâu rồi trời. Rõ ràng mấy mua chiếc xe mình độ màu lên thì đóng tiêu rồi. Từ từ mình vô mình tìm nó, mình lấy nó ra nha các bạn. Nãy mình đổ màu mình rõ ràng. Đây nó đây. Set up. Đây. Vô. Giờ chuẩn bị chở chuyến hành khách nha các bạn. Vô map cái. Chuyến này chắc mình đi mình rước khách.
mình chở là mình sẽ có được thêm tiền và chuẩn bị, khi mà có nhiều tiền các bạn sẽ nâng cấp xe, là độ xe, muốn xe bự, xe đẹp cỡ nào cũng được. Đây, tổng quan xe của mình nha các bạn. Chơi game này là vui lắm. Đó, Nguyễn Ngọc Tâm Channel luôn. Đây là tên xe và coi như là biển hiệu công ty của mình. Đẹp không các bạn? Thôi thì mình giờ chuẩn bị đi rước khách các bạn ơi. Đề ba cái nha. Vô chuẩn bị rước khách, chở khách đi mình mới có tiền, sau này mình sẽ đổ xe các bạn. Cho các bạn coi tiếp. Tại vì khi mà các bạn có tiền rồi mà các bạn mới có tiền mua xe để độ nha các bạn. Độ màu này màu nọ, sơn rồi mua xe mới rồi. Cắt lên cái Dear passengers, it is the departure time for the vehicle. Please take your seats. Mở cửa với mở tiếp viên xuống đặng nhận cái nói chung là cho khách lên và chuẩn bị, các bạn có thấy cái đồ trong chiếc xe không? Đó, những cái đồ đó thì để vô đó. Giờ hiện tại các khách lên, mình chuẩn bị có một cuộc hành trình dài nha các bạn, để đưa khách đi du lịch. Xe này mình mới mua được xe mới, lần trước mình chạy xe màu trắng, nay mình chạy xe mới độ lên màu. Các bạn thấy đẹp không? Let's get started. Drive safe. Đóng cửa rồi các bạn. Rồi mình hành trình đây các bạn. Gài xuống xe. Giờ mình hành trình đây. Mình đang sẵn sàng chạy nha. Đang quẹo ra các bạn. Đây là một khu nơi mình sống, ở một miền quê nha các bạn. Bánh xe này đang chạy trong đường quê chứ không phải trong đường thành thị. Thôi mình vô bên trong chạy cho các bạn coi nha. Đây vô bên trong rồi nè. Thôi mình đi tăng tốc ngang đó. Nãy mình mới độ cái iPhone nữa mà. Tài xế mà giàu là phải chạy để cái iPhone vậy đó. Các bạn thấy không? iPhone để cho nó dạ. Đây là một chuyến xe bắt đầu từ hiện tại mình sẽ chạy 100 như là nãy bao nhiêu ta, trăm mấy cây số, mấy chục cây số các bạn, sẽ tới cái bến xe và để cho khách xuống. Hiện tại tốc độ mình đang 100 cây số một giờ. Đã các bạn. Cái game này chơi rất vui luôn nha. Giúp cho mình nói chung là y hệt như chạy xe ngoài đời á. Ơi, chạy đúng đúng lực xe đàng hoàng. Ê, xe chạy phía trước không thể vượt qua các bạn. Bật xi nhan lên. Mình máy độ là cái màu vàng, chứ bữa màu trắng thấy nó cũng không có đẹp thấy. Mình chạy xuống mấy bữa nay mình mới độ được màu vàng á. Ơi ơi, thắng. Ôi, đúng là tại lấy lộ các bạn, không thể qua được tại vì có xe đi ngược chiều các bạn. Các bạn thân, chứ không là mình nãy là vượt qua đó. Giờ mình đang cố gắng nha các bạn. Chạy
chạy im rít luôn các bạn ơi. Mấy mấy một cái iPhone các bạn gắn trên xe chứ nè, mình tưởng tượng là xe mình lần trước không có iPhone. Đây, đây là xung quanh xe bắt tài mà lơi xe chứ các bạn. Thẳng thẳng thẳng, ôi xe né vô lề liền. Chạy xe các bạn phải cẩn thận nha. Đặc biệt là chở hành khách. Bus Simulator nha các bạn. Nếu mà các bạn mà cái game này vẫn chơi online được luôn nha mọi người. Mọi người chơi trên mạng, mọi người mua một cái gói á là chơi online là mình rủ gia đình họ mình vô chạy cũng được luôn nha. Mà nhân mình không có chơi online, mình chơi bình thường. Đúng đường chưa ta? Đúng các bạn. Turn left. Oh. Mình chạy cứng ngày đó các bạn ơi. Chiến này đáng chạy đặng kiếm tiền là mua xe mới. Từ từ các bạn khi có tiền các bạn sẽ mua. Hồi nãy mình mấy mua độ xe lên cho xe lên màu màu cho nó đẹp thôi. Với mua cái iPhone để trên xe. Chứ mình chưa có độ xe mới. Chiếc xe này chỉ chở được ba mấy người thôi. Một chuyến mình chạy hình như được 400 mấy 40 gì đó. Hồi nãy mình thấy á, xăng còn ta, xăng còn rất nhiều, họ đi luôn. Không biết hành khách có đói bụng chưa ta. 85, chừng nào đói bụng thì mình sẽ cho tiếp tế, lương thực. Có nhân viên ở đây phục vụ nè các bạn. À, nhân viên của mình mướn tháng mười mấy triệu chứ không phải ít. Ơi có nhân viên mình xém tí lỗi rồi lại. Khung cảnh dáng giờ đẹp các bạn. Cái này phải chỉnh để ngoài này nó dễ coi hơn, để trong này nó che lại. Bữa nào mình sẽ tìm chỉnh. Đó là chạm dừng chân các bạn, mà thôi không ghé, có gì mà khỏi ghé cũng được. Nhân viên họ có nhân viên trên xe phục vụ. Đây là những khung cảnh đường của rất đẹp luôn nha mọi người. Xe trước là xe du lịch. Vượt luôn, vượt là mình phải xi nhan. Exit right. Ơi thắng là lên. Hên. Chạy xe phải cẩn thận các bạn ơi. Hiện tại tốc độ của mình là chỉ 60 cây số một giờ thôi nha mọi người. Đây bên ngoài xe nè. Đấy, logo thương hiệu thắng. Trời ơi. Logo thương hiệu của xe của mình. Đó các bạn thấy không? Nguyễn Công Tâm Channel. Bên ngoài xe nha các bạn. Đây là khung cảnh bên ngoài xe tuyệt đẹp luôn. Đẹp không các bạn? Có chân quẹt xe, né vô lề liền. Xe quá trời xe các bạn ơi. Xé một tí quẹt. Thôi mình vô bên trong chạy các bạn ơi. Chạy đại cho tới nơi đặng mình còn lãnh lương làm sao đặng kiếm tiền đặng đầu tư một chiếc xe mới. Hiện tại có bộ mô mới mà xe thì vẫn là xe cũ. Đường đây hẹp quá, đi vô bên trong. Bật xi nhan lên. Muốn kiếm tiền mua những chiếc xe này các bạn cho nó đẹp. Ơi xe đi ngược chiều, quẹo vô liền. Lắng đó là lắng đường ta rồi. Sao tá nơ này nha các bạn. Continue.
you straight. Oh, xe đứng ngồi treo. Hên thiệt, né liền. Quẹo tới đó là tới nơi nha các bạn. Continue straight. Chuyến này hơi ngắn, chỉ có những chuyến xa cả ngàn cây số luôn ạ. Turn left. Tới bến xe rồi nha các bạn. Đây, bến xe của mình ở trong đây. Turn right. Vô. You have reached your destination. Thôi thì mình xin kết thúc video từ đây luôn nha. Mong các bạn ủng hộ đăng ký kênh để nhận nhiều video hơn tiếp theo về game. Giờ mình vô bánh xe đây. Dear passengers, we arrived at our destination. Please check.